Đây ạ, chị với ba thứ tay âm nè, anh em nè. Và chúng ta sẽ đánh dây bass nè. Và chị chất móc ba dây lên nè. Rồi gọi là bùm chất. Đây là kiểu dễ trước của điệu phốc. Rồi âm thứ hai là D, M, D thứ nè. Âm thứ ba là 17. Đó, vô nghe bài hát luôn nè. Để bài chịu đó hồng. Bùm lên nhịp chân xuống nè, chất dây chân lên nè. Chúng ta tập dễ trước để chị quen với cái nhịp ạ. Dưới ánh nắng siêu long lanh, chiều cánh hồng khỏe sáng thắng. Mỗi sáng sớm bên sông thưa, em bên hoa cười trong nắng. Sẽ giữ phút cho ai kia được yêu thương tình say đắm. Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Tập cái dãy trước, bấm follow kênh để xem thêm những cách điệu hát nâng cao. Không cần phải đục khoét cái thùng đàn guitar thân yêu của quý anh chị và các bạn, nhưng mà vẫn kết nối ra loa hoặc bất kỳ loại âm ly nào thì vẫn được luôn, tiếng vẫn khuếch đại là lớn. Cần dùng bộ pickup dán AD35, đây là dây đi theo kèm với pickup dán này. Volume ở đây luôn, chúng ta chỉnh volume lớn lên. Pickup này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra, cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây. Đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào pickup. Có 6 ly thì chúng ta gắn vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được. Chúng ta không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra. Rồi khi nào chúng ta chơi, chúng ta gắm dây vào luôn, kết nối với âm ly là xong. Với bộ pickup AD35 chỉ với 300.000, đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh chị bạn đặt ngay tại dòng đàn này thì mình Khánh bảo hành lên tính 3 năm vì độ bền nó rất là cao. Anh chị ha, ưu đãi mùa hè này chỉ có 1.500.000 thôi, được cặn kèm giáo trình để chúng ta học chung nè. Có những cái tẹp âm, bích khẩy và bao đựng đàn, mấy chị có thể ghé để chúng ta có thể là sắm một cây đàn nha. Chỉ có 1.500.000 đồng thôi tại Guitar 5 phút đó, bấm cũng rất là êm tay luôn. Mình Khánh canh chỉnh nó rất là đẹp. Em ơi có bao nhiêu dấu mười năm cấu tạo là full gỗ luôn, mặt là gỗ nè, lưng hông vân gỗ rất là đẹp luôn. Chỉ có 1.500.000 đồng thôi và số lượng rất có hạn. Âm chặn ở ngang số 5 thôi để chúng ta tập cái lực nè, để pha chuẩn nè, những bỏ này ra là ngang số 5 nha, là thế là thứ. Rồi xuống đây nè, giống như tới si thứ, ngang 5 là rê thứ. Mình chỉ tập cái khuôn ở ngang 5 thôi, cũng ngang 5 luôn, không có di chuyển cái đâu khác để mình đang quen mà. Giống như thế đồ trưởng nè, chặt bấm dây 2 nè, dây 4, dây 5 nè, món út vô dây số 3, ngang số 7, đây là dây 17. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa xứ ngàn bậc cha hương đại khẩn, họ hàng cô bác đều khen nhờ nàng hai dương buồn màu hoa thơm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nguy hoàng chắc đang hiểu. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy Từ Từ Minh Tám. Combo 199 bao gồm 6 món, 2 bộ dây chính hãng acoustic cabo, giáo trình điệp hát có những thế tay hợp âm đây để chúng ta tập đàn cùng với chương trình guitar 5 phút, tặng kèm tay quay để tháo chốt và quay khóa nè, hợp bích và hai cái bích nữa. Combo 6 món chỉ có 199.000, miễn phí vận chuyển. Sợi dây kết nối từ đàn ra loa 50m, như vậy khá là vướng víu và đã mất vài trăm nghìn rồi. À, bây giờ chúng ta có thể kết nối không dây luôn từ cái bộ này xa khoảng 20 đến 50m. Ứng dụng sử dụng chính hãng Sweep Audio và chúng ta có thể gặp cái này rất là dễ luôn. Ở đây chúng ta có cái cổng sạc nè, để mở lên thì chúng ta chỉ cần ấn và giữ, mở lên cái là hai bên đã kết nối luôn nha.
rất là dễ, rất là thuận tiện luôn. Hình cây đàn thì chúng ta gắm vào đàn, và hình của loa thì chúng ta gắm vào loa. Một cái thì mình gắm vào âm ly nè, còn một cái thì mình gắm vào đàn nha. Dù đây là cái quy rất là thường thôi, nhưng mà tiếng ra rất là sạch. Thì Khánh sẽ để cái điện thoại quay ở đây, và Khánh sẽ ra xa khoảng 6 mét. Gặp thoải mái, gọn nhẹ, pin dùng rất lâu, chính hãng, chất lượng, và rất là nhiều anh em nhà công yêu thích. Ưu đãi, giao toàn quốc, nhấp liên hệ số ở đây ạ.